Trước bị đào hạc sườn, huyện Yên Châu, Mỹ Cái, Sip Bắn, Hốc Khoi Hồi, hồi Viên, Pò Hà Mên Ha, đang sinh hoạt nàng hoi nừng pet xếp sóng chị hồi. Quần Pương Pì Cái Ma, hồi nông dân chủ cấp nàng cổ huyền, có tùm pua bức hà phong khánh thị hạc mương, cổ nằn, bồn giòn lò hà phong. Pò Hà Mên khánh thị dệt dân ca khai dòi, cạt sàn, bom căn dệt hàng, cánh gión cạt cung màn hà, tạo luông khánh thị phòn nương, nàng Pò Hà Mên nho sùng tây kim rú hạ hồi viên. Vài hù chảnh xưa mới lăng đi năn, mới bình hồng bòm bấng phăng, cài bát tô lăng thi. vài há phong và hải mẹ na khánh thị dệt dườn ca khai giỏi cơ đầy lang đi cánh bóng piu quang tua hàng pì chùa cấp hồi nông dân cuồng huyền yên trầu cỏ lăng bồng trời trên báo luông pùn khòng đảng chính sách không ngưng khòng hơn mương ma mà pè dệt dườn hải na nàng bản na hòn khăng cạt kiên cấp trung tâm dịch vụ dệt dườn hải na huyền trung tâm bó nghe hồi nông dân tỉnh khải ó bưng lớp tập tư chuyên rào khoa học kỹ thuật hở hồi viền hôm phân quan trọng giáo vị nhai biến cỏ pú bồng tành liềng, tỏi luông dệt dườn ó trường hang, sủ khoa học kỹ thuật sáu vỉa dệt dườn, tròi lại chua hơn hượt khẩn dệt hàng. Lại chua hơn cả dòng ngân cốc dệt dườn nhớ nếu chưa hàng kỳ xếp côn mi vỉa dệt, lăng mi hiệp thủ tè tiền té xí chiều, họt xí chiều hạ, mỏi côn mỏi bườn. Hàng năm hội nông dân huyện À, ngay từ đầu năm đã ban hành kế hoạch là, Ngày tế à, phát tế hội nông dân à, huyện à, có tánh áo lũng phùn nếu chưa hoạt bưng cơ sở hội nông dân, dân bưng xá thị trấn xá nếu chưa hạ phong bò hai mẹ na khánh thì diệt dân ca khai giỏi cánh tròi căn gión cặt cúng mặt na bưng sán hăn chủ cấp hội nâng cơ sở có chóng hanh trên báo nếu chưa bưng hồi viện trôm hạp Hà phong cánh khải óc quảng tua cái năn có hình mi lại bón diệt xanh phú bồng tành liêng phôn giòn mi tướng hiệp thù hà hồi viện bò hai na xuất hiện nhiều những cái mô hình tiên tiến. Họt khai nàng huyền đến trầu, Mi cài, xịp băn bảy hỏi nửa hecta có kiến má, cùng nàn mê Hà hỏi hốc xếp chết hecta bò Mena, na, đầy sủ, công nghệ sùng sớ luông dệt dườn. Mi chê Xếp bét hecta có mát nhăn, sao sòng hecta má muồng, đẩy cấp má số phòng pú, cánh sàm hỏi, hạ xếp chết hecta có kiến má, đẩy cấp, chìa chứng mai Việt gáp lại bón dệt xanh pu cỏ kiến má tỏi luông hiếu cơ cánh cạt kiên các bưng đơn vị khai bày mương nọ bưng tàng trường hồi nông dân huyện yên châu chóng hanh nếu chưa hồi Viện, tắt san cỏ kiến má xương ma màn hảo ma nhàn xúc trậu ma nà bên lại mua hở bò hai mươi na cờ đầy lang đi dùng, cuồng luông dệt dườn cũng được kìa. Khỏi phú có má sắt sắp bán cắp cà phê, tỏi lăng áo không chân lạt, ép sư má xúc trâu. Khỏi có phú, hàng vi có mấy tướng hiệp thu sung. Tại con ăn khỏi phú má măn xúc trâu, ha và báu hê hù luôn khỏi đủ. Khỏi có đầy phong nông nghiệp, hồi nông dân huyền, trên rào luôn quả kỹ thuật hạ ử. Ừ, có má măn có đầy cả con sùng xưa, vì hiệp thu đầy sóng hoa trơm hăn. Pú chừa má nà sầu riêng, lại mua cả đẩy cho hơn lung Nguyễn Văn Sơn, bàn phương Quỳnh, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, chấp năm cờ đẩy lang đi. Họt khẩy cho hơn lung có mi cài pét pan thơ môn, Pú mana nà luông bùn Việt gáp. Lung Sơn hờ hụ. Đối cấp chơ hơn, Pú mana khỏi lò cần uh, mi tàng khún hữu cơ, lăng tát san nga, ra khún mỏi cốc lò hà cần khún hữu cơ. Lăng chơ, ó bó, chắp má lò, tàng già khún, NPK không hà lan. vay chơ biến má, má chăn cánh à, bàn xưa. Cắp chi áo họt sáo hà hỏi hốc xíp, còn nà sầu riêng đầy pú. pì thứ xí, chua hơn lung sơn, xanh tính chi pú đầy pét, họt cảo tấn. Má mỏi pì mi ca té pét xíp băn, họt hỏi nương pan mọi cần xanh tính mua má pì cho hơn lung chi biết thủ đầy giáo hả hỏi hốc xíp chiều mằn cắp bón diệt xanh nho súng lang đì mua má nà sầu riêng bì nề lung nguyễn văn sơn cỏ đàng mi lang đì biến má cuồng luông diệt dườn hay na ảo hiệp thù má hở vào hay mấy na Cái đặc thù của nó thì là đặc biệt là phải dùng phân hơn khỏi có bài giam bón diệt xanh bộ mana sầu riêng hiện đầy lăng đi sùng à, vừa sức năn tháng Chú hơn khỏi, khỏi có nhai biến hoa bộ chờ có mana hi cái từng gian khỏi đu, khỏi có hình chừa mana sầu riêng chọc sồm cấp năm thìn là địa phương cuồng gian chi họt Chú hơn khỏi chi chóng hanh khai quảng ta đi nó vầy bộ mana sầu riêng đầy lăng đi xưa Vậy ta cùng ngay đi hở hồi viên mà bè dân, hồi nông dân huyện Yên Châu có đảng hòn khâng tùng pua nả vỉa dịch vụ tiền tô tròi dừa bo nghe hở hội viện pò hai trên báo nếu chưa bưng tổ chức từng côn cán bộ hội viện pò hai mê chôm hạp tặng tánh cánh mà bè quý tròi dừa pò hai na chấp năm đi chương trình tánh ó của ngân cốc nàng ngân hang chính sách bản mương họt mừ sàm xếp ếch cam bườn xếp ếch vì sóng phát sao sàm hộp tinh mết số ngân hở củ cài hỏi nừng sao hà tỷ mằn cắp sóng păn sàm hỏi hốc xếp chết cho hơn đẩy củ ngân cốc mi chia xếp cầu tổ phải dòm của ngân cốc cài kiểm tra bưng cho hươn của ngân cốc có sủ lang đì cánh mèn tòi luông bùn trong thời gian vừa qua thì, ngân hàng chính sách xã hội huyện cùng gian cài ma ngân hàng chính sách bản mương huyền có cặt kiên cấp hội nông dân huyền vay chấp năm đi nà vịa toi nghị đình chết xếp bét không chính phủ cặt kiên cấp hội nông dân uốn pa hội nông dân chủ cấp cơ sở pưng xã thị trấn chấp năm pưng nạp vịa họp nhận danh kiểm tra sủ ngân cốc tòi gian ki cài chấp năm lại pì đẩy củ ngươn tại ngân hàng, có tròi dần mương đẩy pú bồng tảnh thiêng mà pè cánh nhàn báo đế kiến số hảo chu hơn cuồng gian chí họt, hồi nông dân huyền Yên Châu đang xếp tàm tùm pua trên báo, hở hồi viền, biến luông ngắm, tảng tánh bón dệt xanh dệt dườn tỏi lang đi khả khọ, cạt kiên cắp luông hanh, khỏng từng địa phương, cắp lăng áo khỏng chờ lạt. Tăng sòng bánh khai luông hanh khỏng pưng cho hương dệt dườn cà khai giỏi, tròi pưng cho hương hợt khửn khảm khói xìa cạt cung màn nà. Trong gian tới, Hội Yên Châu sẽ tiếp tục... cuồng Giàn Trí Họt, huyền Trí Sức Tám trên báo, Nếu chưa Hà Hội viên Hù Trảnh, Mẹ Hà Phong, Bỏ Hòa Mẹ Na, Khánh Thị Giật Sơn, Ca Khai Giỏi, Tròi Căn Diệt Hằng, Cánh Gión cặt Cung, Chống Hanh Chiến Giao, Khoa học Kỹ thuật, Vầy Hội viên F5 Cánh Diệt Tòi, Tạ Hà Hội viên Đài Trôm Hạp F5, Hưng Bón Diệt Xanh, cuồng Cánh Nọ Huyền, Chống Hanh cặt Kiên Cấp Trung tâm Dịch vụ Diệt Sơn Hay Na Huyền, Chiến Giao, Khoa học Kỹ thuật, Tòi Luông Chỉ Bó, với hội Hà Phong và Hè Mẹ Na Khánh thì diệt dườn cả khai giỏi, nàng huyền Yên Châu nếu chưa đầy lại hội viên trôm hạp, từng gian biến máu luông ngắm, diệt dườn đẩy lang đì té ngân cốc, cánh sủ khoa học kỹ thuật, sở luông diệt dườn, mà bè cho hơn hôm phân làn lay xỉ cặt cung, nho súng lang đì chương trình tặng tánh bản nam mớ nàng quang phòng.